Tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người đang ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthew. Người phán bảo ông: "Hãy theo ta." Ông đứng dậy đi theo người. Và xảy ra khi người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ rằng: "Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu. Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: Ta muốn lòng nhân từ chứ không phải hy lễ, vì ta đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi." Trung thành bước theo Chúa. Cùng với giáo hội, hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Matthew tông đồ, một người thu thuế, được Đức Giêsu chọn làm tông đồ của Chúa. Khi nghe tiếng Chúa gọi mời, Thánh Matthew đã bỏ lại tất cả để dấn thân bước theo Người. Nhờ tiếp xúc với Chúa Giêsu, Matthew đã dứt khoát với quá khứ tội lỗi của mình để làm chứng cho tin mừng và đem tin mừng đến cho mọi người. Mừng lễ Thánh Matthew, chúng ta không chỉ chúc tụng, ngợi ca thánh nhân mà thôi, nhưng chúng ta được mời gọi noi gương thánh nhân, sống một đời trung thành với sứ mạng làm Kitô hữu giữa trần thế, để nên gương sáng cho mọi anh chị em xung quanh chúng ta. Xin thánh nhân cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Amen.